phát triển chiều cao cho trẻ trong những năm đầu đời là điều mà các bậc cha mẹ nào cũng quan tâm. Một trong những cách giúp bé tăng trưởng chiều cao tối ưu là bổ sung sữa công thức vào khẩu phần ăn hàng ngày. Trong số các loại sữa tăng chiều cao cho bé trên thị trường hiện nay, Nam Yang 2 Plus Ki Plus là sản phẩm được đánh giá cao. Key Plus là sữa bột tăng chiều cao được nhập khẩu nguyên lon từ tập đoàn Nam Yang, Hàn Quốc. Đơn vị từng gây tiếng vang với hai dòng sữa XO và Yamada tại thị trường Việt Nam tập đoàn nam yang đã luôn nỗ lực cải tiến nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm mới để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của mẹ và bé dòng sản phẩm ki plus chính là một trong những sản phẩm dinh dưỡng sáng chế độc quyền của nam yang giúp hỗ trợ thúc đẩy trẻ tăng trưởng phát triển chiều cao hiệu quả bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm sữa bột tăng chiều cao cây iplus Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như review sữa bột tăng chiều cao cây US hiệu quả nhanh không? Có an toàn không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích về thương hiệu Nam Yang. Tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu tại Hàn Quốc chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé. Chiếm 75% thị phần sữa tại Hàn Quốc xuất khẩu hơn 70 quốc gia trên thế giới. Nam Yang Hàn Quốc công ty sản xuất sữa XO nổi tiếng quy mô lớn quốc tế. Dẫn đầu công nghệ công nghệ sản xuất sữa bột top một Hàn Quốc về mùi vị, mùi khá thơm. Ngọt vừa phải, dễ uống khiến các bé thích thú với việc uống sữa hơn. Đặc biệt các mẹ có thể dùng nước hoặc sữa tươi để pha sữa. Về dinh dưỡng, một ly sữa bổ sung 200 calo so với 100, 120 calo cho một cốc sữa của các loại sữa khác trên thị trường giúp đáp ứng đầy đủ dinh dưỡng của một bữa ăn. Về thành phần, GPC, Growth Protein Colostrum, là một loại protein có nguồn gốc từ sữa non đã được cấp bằng sáng chế giúp trẻ phát triển một cách khỏe mạnh. Hình thành hệ vi khuẩn có lợi, ngăn ngừa sự bám dính tác nhân gây bệnh lên thành ruột của trẻ. Cùng với chất sơ hòa tan FOS giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và sức đề kháng khỏe mạnh, thành phần sữa bò hà lan tách béo hương vị thơm ngon dễ uống hạn chế hiện tượng thừa cân ở trẻ, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết giúp trẻ phát triển toàn diện. Bổ sung DHA từ tàu, hỗ trợ phát triển não bộ và giúp đáp ứng hàm lượng theo khuyến nghị hàng ngày của các chuyên gia y tế thế giới phao, WHO, 3. Các vitamin, khoáng chất A, D3, C, kẽm, selen và hỗn hợp nucleotide giúp tăng cường sức đề kháng. Hỗ trợ hệ miễn dịch của trẻ, bảo vệ trẻ khỏi các bệnh nhiễm khuẩn thông thường, dầu vitamin D và canxi thủy phân chiết xuất từ tảo rong biển thích hợp giúp trẻ phát triển tốt hệ xương và tăng chiều cao. Hướng dẫn sử dụng: Cho 180ml nước pha đã chuẩn bị sẵn vào bình sữa đã có sẵn vạch chia dung lượng. Tiếp theo, bạn cho 5-6 thìa sữa gạt ngang vào bình, mỗi thìa sẽ tương đương với 8g sữa bột mẹ hãy cho bé uống từ 2 đến 3 lần tùy theo nhu cầu của mỗi bé, quậy và lắc đều bình sữa để bột có thể được hòa tan hoàn toàn trong nước pha. Tại sao nên lựa chọn sữa Ki Plus nhập khẩu nguyên hộp từ Hàn Quốc là sản phẩm được ưa chuộng số 1 Hàn Quốc? Sau 60 năm nghiên cứu và phát triển Ki Plus đã đạt được hai bằng sáng chế về đột phá trong lĩnh vực cải thiện chất lượng và dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Key Plus giúp trẻ khỏe mạnh hơn, cao lớn hơn và thông minh hơn. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm sữa bột tăng chiều cao cây US chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của sữa bột tăng chiều cao cây US để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết lưu ý sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh